với 1.000 này thì tôi nghĩ tôi không mua được cái gì cả. Bạn chỉ mua được mỗi một cái kẹo thôi. Dạ, hành lò với lại chanh. Bán 1.000 chăng bán được. Với 1.000 này, tôi sẽ tích góp mỗi ngày để nuôi heo đất, hỗ trợ cho những hộ khó khăn. Nhà neo người, không có đất canh tác, chị Trần Thị Hiền phải đi làm thuê để nuôi con nhỏ. Ngày có việc ngày không, vừa trang trải vừa tích cóp, cũng không đủ để cất được căn nhà mới. Trời mưa trời gió nhiều khi mẹ con thì cứ vậy mang bạt ra rồi mẹ con căng ở với nhau ấy. Cái điều mong mỏi nhất của mình là làm sao được cái nhà mới mà khang trang. Ước mơ lớn nhất của chị Hiền đã thành sự thật khi năm 2021, chị được địa phương hỗ trợ cất căn nhà mới khang trang. Nhiều khi mẹ con bảo giờ là thích nhất rồi đấy, có cái nhà mới của mình ấy thì cái động lực của mình rất là nhiều. Mình cũng ăn cư lập nghiệp rồi, phấn đấu làm ăn, lo cho tương lai con cái sau này của mình nữa. Chung niềm vui với chị Hiền, căn nhà mới của bà nông thị Náy đã gần hoàn thiện. Tới đây gia đình bà Náy sẽ chuyển sang ở căn nhà này sau hơn 20 năm sống trong căn nhà ván lợp ngói đã mục nát. Căn nhà này rất đẹp, kiên cố, rất vui mừng rồi. Sắp tới được chuyển vào căn nhà này con rất vui, có chỗ ở và chỗ học tập riêng. Những ngày mưa cháu với bà không cần lấy những tấm bạt về che nữa. Những ngôi nhà mới này được xây dựng bằng quỹ của mô hình tiết kiệm 1.000 đồng của cán bộ công nhân viên chức của huyện Chiêm Ga, Đắk Lắk. Chính từ việc tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày trong suốt 11 năm, gây quỹ được 17,2 tỷ đồng hỗ trợ bà con hộ nghèo, xây mới 425 căn nhà và sửa 129 căn nhà tạm. Từ cái nơi, ổn định nơi ăn chỗ ở đã có nhiều gia đình đã vươn lên là thoát nghèo, thu nhập ổn định, tạo những cái điều kiện thuận lợi cho con cháu được đến trường. Bản thân họ thì cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng rất là tin tưởng vào cả cái hệ thống chính trị. Từ tinh thần tiết kiệm của bác, chúng ta mỗi ngày góp một chút công sức, góp một chút tiền của để tích tiểu thành đại và thể hiện cái tinh thần lá lành đùm lá rách và không ai bị bỏ lại phía sau.